Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ ra vườn để mình nhặt trứng và các con vật nhé. Các bạn hãy cùng xem video của mình nhé. Nào đi, mình cùng với bạn Thảo đi. Bạn Thảo xem nào. Wow. Bạn Thảo ơi, mình nhìn thấy một con cua này. Ui, mình cắp nha. Ui, nó ở đây rồi. Ui, cắp bắt được không? Bắt được. Wow, vừa một con cua màu xanh các bạn ơi. Sao ở vườn này mình nó lại có cua nhờ các bạn ơi. Ồ, đây đây nữa bạn Thảo ơi, kia. Lại một con cua nữa bạn Thảo. Wow, một con hai con cua màu xanh luôn. Hai con cua màu xanh thử đi ra đây xem nào. Ui, bạn Thảo ơi, mình nhìn thấy cái gì thế này? Ui, một ổ gì đây? Ui, các bạn ơi, nhìn thấy một ổ rùa, có quả trứng ở đây nè, nó đang đẻ các bạn ạ. Ui, bây giờ mình nhặt trứng nhá. Wow, nhặt trứng rùa mang về ấp rồi bạn Thảo. Ui, bạn chỉ nhặt được mấy quả nào? Một, hai. Mình giải cứu ổ trứng này để mang về mình ấp xem nó lở ra con rùa con không nhá các bạn nhá. 4 5 6 7 8 9 con rùa nó 9 quả trứng rồi các bạn ơi. Con gì này các bạn ạ? Con hươu cao cổ ở cái ổ trứng rùa nhỉ các bạn, hay là con hươu cao cổ này nó rình nó ăn trứng của con rùa bạn Thảo? Không phải đâu, chắc là con rùa thê con hươu cao cổ này để trông trứng cho con rùa đấy. À thế là mình phải bỏ vào đây nhá. Đây là con rùa mẹ này các bạn ơi. Wow, mình bắt được một con rùa mẹ đang đẻ được 9 quả trứng các bạn ạ. Mình cho vào cái thau của mình nhá, mình mang về mình nuôi nhá các bạn nhá. Các bạn cũng đi theo mình luôn nhá. Ui, thử đi ra đây xem còn con gì nữa không. Ui, gì ui. Đây một con gì đấy bạn Thảo? Một con voi. Một con voi à? Chắc nó chưa đẻ trứng đâu. Đấy, có phải con này là con voi không? Đúng rồi, con voi có cái ngà to chưa kìa. À, không hiểu con voi là có cái ngà to là hả các bạn? Đúng rồi. Ừ, thế. Bạn Thảo bạn nói đúng đấy các bạn ạ. À. Một con voi mình cho vào đây nè. Tiếp xem. Ui, ở bên cạnh này có con gì đây này bạn Thảo ơi? Con khủng long ăn cỏ. À, con khủng long ăn cỏ à? Ừ. Ồ, con khủng long này hay nhỉ các bạn ạ. Chắc có khủng long ở trong chuồng vịt nhà mình nhỉ các bạn ơi. Ồ, đây này các bạn ơi, chuồng ngan nhà mình đấy. Trong vườn mình nhìn thấy con gì quá kìa. Đâu. Đây này, nó ở gốc cây đây này. Ồ, đúng rồi. Đây. Một con gì đấy? Khủng long thằn lằn. À, một con khủng long thằn lằn à. Ở trong đây, ui hết chỗ rồi. Ui, cho vào đây của mình. Nào, thử đi tiếp xem tìm ở vườn nhà mình còn con gì nữa không. Ui, đây bạn Thảo ơi, mình nhặt được một con cái gì đây này? Cái xe à, màu xanh đây. Ui, à, nó để cát trong đây rồi. Một cái xe nó đã màu xanh để cát ở trong đây à? Mình cho vào thau của mình đi. Y dạ. Tiếp xem. Đặng quá các bạn ạ. Xem còn con gì nữa không? Ui, mình nhìn thấy con gì luôn nè. Con gì đấy? Con này là con bọ cánh cứng đấy. Phải bọ cánh cứng không? Đúng rồi. Ồ đúng rồi, một con bọ cánh cứng bạn Thảo ạ. À. Ừ. Mình cho vào đây nhá. Ui, cùng với các con rùa với cả trứng rùa này các bạn ơi, nhiều quá. Thử xem. Ở vườn mình còn con gì nữa không nào? Ui, một lại con gì đây là. Ui. Wow, các bạn ơi. Ui, sao nhiều trứng thế này? Ui, cũng có một con cua nữa này. Mình sẽ gắp cua nhá. Đúng rồi, bạn gắp cua bạn cho vào đây đi để mình mang về mình nuôi. Bây giờ mình sẽ nhặt trứng. Wow, lại có 3 quả trứng mang vào, một con gì đây các bạn ơi? Ui, thế thì mình nhặt được một con báo đố mới cho vào đây, cùng với 3 quả trứng các bạn ạ. Nhiều trứng quá, hôm nay ra vườn nhà mình thu hoạch được nhiều trứng quá. Ô đây bạn Thảo ơi, mình nhìn lại một con gì nó bò ở đây này. Đây này các bạn ơi. Wow, sao ở đây vườn mình có nhiều cua thế các bạn ạ. Ổn đây. Đây, bạn bắt cho vào thau của mình đi. Bây giờ mình lại nhặt trứng tiên nha. Ồ, nhiều trứng quá. Bạn đã nhặt được 4 quả trứng. Ui rồi, đầy một thau trứng rùa luôn các bạn ạ. Trứng này là trứng rùa hay là trứng gì hả bạn Thảo? Trứng gà. À trứng gà, chứ không phải trứng rùa đúng không? Không, trứng rùa nó ở trong bên kia. Wow, đây. Con gà mái. Một con đây là con gà trống. Con gà trống. Nó canh ổ trứng đấy bạn Thảo ạ. Gà mẹ nó đi đâu? Mẹ nó đi kiếm ăn để bố nhà bố nó trông đấy. Đúng rồi. Xem nào, khả năng hết rồi bạn Thảo ơi. Các bạn ơi, buổi thu hoạch của mình là được rất nhiều trứng với cả các con vật các bạn ạ. Ừ. Giờ mình đi về. Mình xin chào tất cả các bạn.